Thưa quý vị, thời gian qua, thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Những chiến sĩ cán bộ trẻ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng luôn thể hiện vai trò xung kích đi đầu, gần dân, sát dân, hỗ trợ nhân dân tiếp cận các thủ tục hành chính trong chuyển đổi số, đồng thời ứng dụng công nghệ số phục vụ quá trình công tác chiến đấu. Thượng úy Đặng Quốc Thắng là một trong số 75 công an xã tiêu biểu toàn quốc và gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng, có thành tích xuất sắc trong việc triển khai đề án 06. Mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân tại địa phương vì thế cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Luôn gần dân, bám sát cơ sở, Thượng úy Thắng luôn giúp đỡ người dân hoàn thành mọi thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi. Từ đó, phong trào phòng chống tội phạm tại địa phương cũng được quần chúng nhân dân tham gia tích cực. Tất cả các hồ sơ mình đến trong ngày thì đều được các anh giải quyết và trả trong ngày cho mình. Thì tôi thấy đây là một niềm vui của cho nhân dân khi có được một lực lượng là công an nhân dân, là vừa là tinh nhuệ, vừa là giúp đỡ nhân dân và vừa có tinh thần nhiệt huyết rất cao. Hiện nay thì tôi đang là tổ trưởng cảnh sát khu vực, phụ trách công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự. Thì tôi sẽ tham mưu cho ban chủ huy công an xã thực hiện tốt cái đề án 06 của chính phủ. Đây là một đề án rất là lớn, quan tâm ảnh hưởng và thực hiện giải quyết đúng các thủ tục hành chính cho nhân dân. Hơn một năm nghiên cứu, Trung úy Nguyễn Thế Hiếu và Thượng tá Trần Đình Thanh đã sáng kiến ra phần mềm tra cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân, cẩm nang pháp luật điều tra hình sự. Sáng kiến này giúp người dùng tra cứu văn bản một cách nhanh chóng, chính xác. Hiện phần mềm đã đi vào hoạt động hiệu quả với hơn 10.000 văn bản pháp luật. Hiện nay là chưa có một cái phần mềm nào mà nó tích hợp đầy đủ các văn bản pháp luật. Chúng tôi sẽ tích hợp và nghiên cứu, tích hợp và rất là nhiều, bao gồm rất là nhiều lĩnh vực. Và khi mà chúng ta đi vào đó, chúng ta chỉ cần nhớ một cái nội dung tiêu đề hoặc là một cái số văn bản thì chúng ta gửi vào đó, thì chúng ta sẽ có tất cả những hiện diện lên tất cả những văn bản liên quan. Để cái hoàn thiện hơn ở cái phần mềm này, thì chúng tôi thời gian tới chúng tôi sẽ nâng cấp phần mềm và chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ hơn cái cơ sở dữ liệu về mặt pháp luật, và cũng như chúng tôi sẽ là nâng cấp cái hệ thống phần mềm để đưa về sử dụng tiện ích cả trên máy tính và trên điện thoại để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các cán bộ điều tra viên cũng như là những người nghiên cứu về các cái ngành luật. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuổi trẻ công an sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức để trở thành người chiến sĩ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.